Eurowindow Holding, G6 Group, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh thông tin Invest TV. Và chương trình ngày hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Phân khúc văn phòng cho thuê tại Việt Nam có tỷ suất sinh lời cao nhất trên thế giới. Việt Nam đón 4 làn sóng đầu tư từ Nhật Bản. Chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn chính thức nhận quyết định bàn giao đất. Thủ tướng yêu cầu sớm có giải pháp quản lý farmstay. Hà Nội chấp thuận đề xuất dành 5 hectare đất xây dựng ô chứa rác thải Nam Sơn. Đường vành đai 3 Hà Nội hơn 5.300 tỷ đồng sắp thông xe. Bầu Hiển muốn đầu tư 3,5 tỷ đô la Mỹ làm tổ hợp điện khí NLG Vũng Áng 3. Taxi Vinasun lỗ hơn 1,2 tỷ đồng mỗi ngày. Vâng, thưa quý vị, một báo cáo mới đây được công bố bởi Saview cho thấy Hà Nội là thành phố dẫn đầu trên toàn thế giới về lợi suất văn phòng với mức lợi suất thị trường đạt 8,57%. Theo sau là Manila, Adelaide, Thành phố Hồ Chí Minh và Perth lần lượt lọt vào top 5 toàn cầu. Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 1 năm 2017, Hà Nội xếp hạng đầu tiên trên thế giới về lợi suất văn phòng hạng A ở khu vực khu thương mại trung tâm với mức lợi suất là 8,57%. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng xếp hạng 2 trong báo cáo năm 2017, nay đã tụt xuống vị trí thứ 4 với lợi suất thị trường ở mức 7,36%. Nhận định về triển vọng đầu tư của các thành phố Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hằng, giám đốc bộ phận nghiên cứu tư vấn Saview Hà Nội cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2020, Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới về tỷ suất cho thuê và công suất cho thuê phòng. Trong quý 2 vừa qua, các chủ văn phòng cho thuê đã đưa ra các hỗ trợ bao gồm điều chỉnh giá thuê, các điều khoản thuê thuận lợi hơn, đàm phán lại các điều khoản thiết yếu. Trong khi các chủ tòa nhà hạng thấp nhanh chóng hành động, các chủ tòa nhà hạng cao xử lý tùy theo từng trường hợp. Đánh giá về thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội trong thời gian tới, bà Hằng cảnh báo đến năm 2022, khoảng 258.000 m² nguồn cung mới, chủ yếu thuộc hạng A, sẽ gia nhập. Nguồn cung ngày càng mở rộng ra ngoài trung tâm và tập trung tại các khu vực nội thành, còn khu vực trung tâm không ghi nhận dự án nào. Nguồn cung này cùng tâm lý thận trọng có thể khiến cho công suất cho thuê trung bình giảm trong 2 năm tới. Giá thuê trung bình được dự báo sẽ giảm khoảng âm 2% trong năm 2020, nhưng hồi phục chậm vào năm 2021. Thưa quý vị, bên cạnh việc công bố 30 doanh nghiệp Nhật Bản nhận trợ cấp để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, một nửa trong số đó chọn Việt Nam là điểm đến thì Jetro cũng đã thông tin về 4 làn sóng đầu tư từ Nhật Bản sang Việt Nam. Theo khảo sát gần đây của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro, 63,9% doanh nghiệp Nhật đang kinh doanh tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN. Nguyên nhân chính là do việc khống chế thành công dịch Covid-19 là ưu thế lớn nhất của Việt Nam, ngay khi các nhà đầu tư Nhật Bản đang cân nhắc nên tiếp tục đầu tư vào đâu. Chi phí sản xuất tại Việt Nam cũng thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt có nhiều lao động biết tiếng Nhật. Trưởng đại diện văn phòng Jetro tại Hà Nội cho biết sẽ có tổng cộng 4 làn sóng đầu tư từ Nhật Bản. Làn sóng thứ nhất là các doanh nghiệp lớn của Nhật muốn mở rộng giai đoạn 2, 3, 4 tại các khu công nghiệp và địa phương. Làn sóng thứ hai là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật sẽ có một nhóm cung ứng cho chính doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và một nhóm nữa sẽ triển khai hoạt động kinh doanh độc lập. Làn sóng thứ ba là đầu tư sản xuất tại Việt Nam để phục vụ xuất khẩu sang nước khác như Mỹ hay Trung Quốc. Và làn sóng cuối cùng là sản xuất và bán hàng ngay tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp ngành dịch vụ và bán lẻ của Nhật. Thưa quý vị, ngày hôm qua 22 tháng 7 tại khu đô thị Việt Hàn, Phổ Yên, Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với liên danh chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Long Land và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Bảy tổ chức lễ bàn giao đất thực hiện dự án khu đô thị Việt Hàn. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường đã chính thức trao quyết định bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Có mặt tại sự kiện bàn giao giấy chứng nhận đất là lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo liên danh hai đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Long Land và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Bảy. Phát biểu tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết dự án khu đô thị Việt Hàn là một trong những dự án có quy mô lớn trên địa bàn. Và khi bàn giao cho liên danh hai chủ đầu tư thì chính quyền địa phương cũng đã thẩm định và đánh giá năng lực một cách kỹ lưỡng. Thời điểm cuối năm 2019 thì liên danh công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn nhà đầu tư
và cũng là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này. Và sau một thời gian ngắn từ cuối 2019 cho đến nay, có thể nói rằng là với một cái diện tích dự án tương đối là lớn và trong một cái thời gian rất ngắn đã được sự nỗ lực của công ty cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như là ủng hộ của các hộ gia đình cá nhân, bà con, nhân dân ở trong vùng khu vực dự án mà có thể nói rằng đã đảm bảo được cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo cái quỹ đất sạch, hoàn thiện được cái hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Và cũng rất là vui mừng là Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành cái quyết định là giao đất cho liên danh công ty. Đây là cái là vui mừng, rất là phấn khởi. Có thể nói rằng là rất ít có dự án nào mà đáp ứng được cái tiến độ mong muốn của nhà đầu tư cũng như là chính quyền địa phương cũng như là các đơn vị ban ngành. Và đặc biệt có thể nói rằng người dân sống trong khu vực khi cảm nhận thấy với cái ý thức, với cái trách nhiệm, với cái sự đầu tư quy mô lớn và hiện đại cũng như là đồng bộ của nhà đầu tư thì người dân luôn luôn mong muốn và ủng hộ. Cái này chúng tôi cũng cảm nhận thấy rằng là với vai trò đó. Về phía đại diện liên danh hai đơn vị chủ đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đã cam kết sẽ thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt và đảm bảo tiến độ dự án theo cam kết. Được biết, dự án khu đô thị Việt Hàn sở hữu vị trí chiến lược với quy mô 38 ha và dân số dự kiến khoảng 7.000 người. Đây sẽ là một dự án quan trọng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và được chờ đón nhất trong năm 2020, bởi không chỉ là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 1.455 tỷ đồng, mà khu đô thị Việt Hàn còn là khu đô thị có thiết kế quy hoạch để trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại Phổ Yên trong lộ trình phát triển sau khi được công nhận trở thành đô thị loại 3. Thưa quý vị, Farmstay là mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng đang nở rộ với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí là có dự án còn kêu gọi nhà đầu tư tham gia với lợi nhuận là từ 15 đến 20% một năm. Tuy nhiên thì lại chưa có khung pháp lý rõ ràng cho loại hình này. Chính vì vậy thì Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của mô hình này. Theo thông tin báo chí, Farmstay là mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng đang có xu hướng nở rộ với nhiều hình thức mới. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh phù hợp và phần lớn dự án loại hình này đều có nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp, thậm chí là đất lấn chiếm. Trong khi đó, một số dự án Farmstay đang còn kêu gọi các nhà đầu tư tham gia với các cam kết và chính sách lợi nhuận như sau 3 năm sẽ có sổ đỏ, gia đình được cung cấp rau sạch số đêm nghỉ, tỷ suất lợi nhuận từ 15 đến 20%, nếu không hỗ trợ làm sổ đỏ được sẽ mua lại bằng mức 124% giá ban đầu. Tuy nhiên, hầu hết các dự án dạng này đều có nguồn gốc đất nông nghiệp nên rất khó làm sổ đỏ. Các văn bản pháp luật hiện tại cũng chưa quy định rõ về loại hình bất động sản này, dẫn tới chưa có khung pháp lý quản lý. Tại nhiều khu vực thuộc các địa phương Hòa Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Bình, Gia Lai hay Long An đều xuất hiện các dự án Farmstay cùng lời kêu gọi nhà đầu tư đi kèm cam kết lợi nhuận cao. Đơn cử như dự án Viking Farmstay tại Lâm Đồng được chủ đầu tư giới thiệu có tổng vốn đầu tư lên tới 1.800 tỷ đồng. Về vấn đề này, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, có giải pháp quản lý phù hợp với loại hình Farmstay nói trên. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn.
khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc người dân chặn xe vận chuyển rác vào khu xử lý chất thải Nam Sơn của huyện Sóc Sơn. Theo đó, thì Hà Nội sẽ chấp thuận đề xuất dành 5 hectare đất xây dựng ô chứa rác thải Nam Sơn. Cụ thể, TP Hà Nội yêu cầu huyện Sóc Sơn thuyết phục người dân chấm dứt việc chặn xe vận chuyển rác vào khu xử lý chất thải và không để tình trạng này kéo dài, tái diễn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cũng nhấn mạnh việc kiểm tra trách nhiệm đối với các đơn vị liên quan trong vụ việc chặn xe rác vừa qua. Trong đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình cấp thoát nước môi trường thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn nghiêm túc kiểm điểm trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng khu xử lý chất thải Sóc Sơn chậm trễ, gây ảnh hưởng trong công tác quản lý, vận hành và bức xúc trong xã hội. Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng chấp thuận đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn trong xây dựng ô chứa nước rác khẩn cấp. Thành phố giao các sở khẩn trương thực hiện hạng mục này và hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại. Ô đất được chọn để chứa nước rác theo dự kiến rộng khoảng 5 hectare. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm thi công đến nay thì dự án Vành đai 3 Hà Nội đã hoàn thành xây dựng bệ thân trụ, lao dầm, nhà thầu đang thi công bản mặt cầu, gờ chắn và lan can. Phần việc còn lại là trải nhựa đường, vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước. Dự án dự kiến sẽ thông xe vào ngày 10 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long thuộc đường Vành Đai 3 thành phố Hà Nội được khởi công vào tháng 5 năm 2018. Dự kiến đoạn đường sẽ hoàn thành thông xe vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Đường gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, chiều dài cầu và đường dẫn 5,3 km, riêng cầu cạn là 4,8 km. Tổng mức đầu tư dự án là 5.343 tỷ đồng. Dự án xây dựng cầu đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long khi được thi công xong sẽ khớp nối đồng bộ với đường Vành Đai 3 dưới thấp, tức đường Phạm Văn Đồng. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành triển khai xây dựng bệ thân trụ, lao dầm. Nhà thầu đang thi công bản mặt cầu, gờ chắn, lan can. Tổng sản lượng hoàn thành đến nay đạt trên 90%. Hiện phần việc còn lại là trải nhựa đường, vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép. Bê tông cốt thép giữ ức lực. Thiết kế cầu có thể chịu tác động của động đất cấp 7, việc đổ bê tông dự kiến kết thúc trong tháng 7. Hiện có tới gần 300 công nhân được huy động làm 3 ca trong ngày và đêm để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Công ty cổ phần tập đoàn TNT đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho phép đầu tư tổ hợp điện khí NLG Vũng Áng 3 tại thị xã Kỳ Anh theo hình thức đầu tư nhà máy điện độc lập IPP. Tổng mức đầu tư cho tổ hợp điện khí NLG này dự kiến rơi vào khoảng 3,55 tỷ đô la Mỹ. Theo đề xuất của TNT Group, tổ hợp điện khí NLG Vũng Áng 3 được đầu tư xây dựng tại xã Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh thuộc khu kinh tế Vũng Áng. Diện tích sử dụng cho dự án là khoảng 123,8 ha, chưa bao gồm 100 ha diện tích mặt nước. Chủ đầu tư sẽ xây dựng trung tâm kho cảng LNG Vũng Áng 3 và trung tâm điện lực LNG Vũng Áng 3 có tổng công suất phát điện khoảng 3.000 MW. Tổ hợp điện khí LNG Vũng Áng 3 sẽ sử dụng nguyên liệu là khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Công nghệ áp dụng là tua bin khí chu trình hỗn hợp với số giờ vận hành tại công suất lắp đặt là 6.000 giờ một năm. Dự án sẽ đấu nối lên cấp điện áp 500 kV từ sân phân phối của nhà máy điện trạm 500 kV Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến vào khoảng 3,55 tỷ đô la Mỹ, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2028 đến năm 2029 có công suất là 1.500 MW. Tổng mức đầu tư là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Giá bán điện dự kiến giai đoạn này là 8,123 cent 1 kWh. Giai đoạn 2 sau năm 2030 có công suất là 1.500 MW. Tổng mức đầu tư là 1,85 tỷ đô la Mỹ. Giá bán điện dự kiến giai đoạn này là khoảng 8,629 cent 1 kWh. TNT Group đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông qua báo cáo đề xuất đầu tư dự án tổ hợp điện khí LNG Vũng Áng 3, trình Bộ Công Thương xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phê duyệt vấn đề nâng công suất
từ 2.400 MW lên 3.000 MW, chuyển đổi từ nhiên liệu than sang khí thiên nhiên hóa lỏng của Trung tâm Điện lực Vũng Áng 3. Đề xuất Hà Tĩnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thực hiện dự án từ hình thức BOT sang hình thức nhà máy điện độc lập IPP, đồng thời cho phép TNT Group tiếp tục nghiên cứu phát triển dự án với tư cách là nhà đầu tư. Thưa quý vị, công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam, chủ sở hữu thương hiệu taxi Vinasun, vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với khoản lỗ nặng nhất trong lịch sử kinh doanh. Trong 3 tháng quý 2 thì doanh thu của taxi Vinasun đã giảm tới 70% so với cùng kỳ. Thu không đủ bù chi đã khiến cho hãng taxi này lỗ ròng tới 111 tỷ đồng, nặng nhất từ trước đến nay. Đúng như dự báo trước đó của lãnh đạo công ty, Vinasun đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quý, đặc biệt là tình trạng suy giảm doanh thu và lợi nhuận khi phải dừng hoạt động trong hầu hết tháng 4 để thực hiện cách ly xã hội. Riêng với quý 2, hãng taxi này chỉ ghi nhận 156 tỷ đồng doanh thu, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lợi nhuận ròng sau thuế thu nhập của doanh nghiệp Vinasun quý 2 đã giảm tới 140 tỷ so với cùng kỳ, lỗ tương ứng 111 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ quý thứ 2 liên tiếp và lớn nhất trong lịch sử 35 năm kinh doanh của hãng taxi này. Tính bình quân trong quý 2, mỗi ngày trôi qua, Vinasun chỉ ghi nhận khoảng 1,5 tỷ doanh thu nhưng lại lỗ ròng tới 1,2 tỷ đồng. Theo lý giải từ lãnh đạo doanh nghiệp, tương tự nhiều dịch vụ khác trên cả nước, hoạt động của hãng cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh COVID-19. Thậm chí, hãng đã phải tạm dừng hoạt động trong phần lớn tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, khả năng phục hồi của ngành vận tải hành khách thấp là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh hãng ảm đạm trong năm nay. Ngoài chịu tác động trực tiếp từ dịch, hãng vẫn đồng thời chịu nhiều ảnh hưởng từ việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các xe khách chạy tuyến cố định và xe hợp đồng trá hình tuyến cố định. Bên cạnh đó, sự ra đời của taxi công nghệ tạo ra cuộc chiến sống còn giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần bất động sản G6, G6 Land, trực thuộc tập đoàn G6 Group, tự hào được vinh danh nằm trong top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2019, khu vực miền Bắc. Giải thưởng do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chứng nhận dựa trên các tiêu chí khắt khe về quy mô văn phòng, số lượng nhân sự và kết quả kinh doanh. Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty đại diện nhận danh hiệu này. Công ty cổ phần bất động sản G6 hiện có trụ sở tại tầng 4 tòa nhà A2, chung cư Ecolife Capital, 58 Tô Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trụ sở công ty rộng gần 500m² và hiện đang có hơn 120 nhân viên kinh doanh giàu kinh nghiệm. Trong năm 2019, công ty đã phân phối thành công hơn 1.000 sản phẩm chung cư và biệt thự liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhận được sự tin tưởng sâu sắc và đồng hành của nhiều quý đối tác, khách hàng. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn Hải Long, công ty cổ phần tập đoàn Mix Group Việt Nam, công ty cổ phần bất động sản G6 và công ty cổ phần Euro Window Holding. Quý vị và các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.